Xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Chiều hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 2023. Chiều hôm nay thì chúng sẽ quay toàn cảnh tập luyện của tất cả các đội cho các bậc phụ huynh xem. Thì trong đây có tuyển U10 thì các bạn ấy đi học về chưa hết. Thì cũng nhân tiện qua video này thì cũng thông báo với tất cả các bậc phụ huynh luôn, thì hiện tại thì tất cả các vận động viên đã chuyển ra nhà ở tạm, tức là trường cao đẳng du lịch thương mại Nghệ An, khách sạn trường cao đẳng du lịch thương mại Nghệ An số 12 đường Nguyễn Sầu Nam, đường Sầu Nam để ở. Thì căn nhà này thì căn nhà vận động viên này thì chắc chắn là sẽ chuẩn bị để bước vào dỡ bỏ để xây dựng lại tòa nhà khác phục vụ chỗ ở cho tất cả các vận động viên. Đây thì hôm chủ nhật vừa rồi thì có tổng giám đốc anh Văn Sĩ Hùng về đã họp phụ huynh, cũng như ngày hôm đó thì đã di chuyển tất cả các em ra ngoài khách sạn. Thì một cái video cái nhất thì chúng sẽ quay cái chỗ ăn ở ngoài khách sạn cho các bậc phụ huynh xem. Thì tiền thể hôm nay thì cái video này thì chúng cũng nói qua thông báo qua về tất cả các bậc phụ huynh mà chưa biết hoặc là chưa nắm được cái thông tin là con mình đã ra chuyển ra ngoài khách sạn ở. Thì trước mắt các bạn là tuyển U11, cơ bản thì ở ngoài khách sạn thì các bạn sẽ ở 4 trọng một phòng, có những trường hợp thì phải ở ví dụ như phòng VIP thì rộng hơn, diện tích nó hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh thì ban huấn luyện sẽ sắp xếp số lượng vận động viên ở đó 8-9 em một phòng. Cơ bản là chỗ ăn ở ngoài khách sạn của các em thì tốt hơn nhiều. Còn buổi chiều thì các em phải di chuyển vào sân để tập luyện. Thì cũng thông báo cho phụ huynh biết thì địa điểm di chuyển từ khách sạn mà vào đây vào công ty tầm 7-8 mét. Cái này thì chúng là đo bằng đồng hồ xe máy nhé. Còn hiện tại thì có một số các em buổi sáng di chuyển tại khách sạn, di chuyển từ khách sạn và đến trường tiểu học Nghi Thú thì hiện là đang phải đi bộ, bởi vì là mấy ngày hôm nay thì chúng có chốt được với xe điện nhưng mà họ trả còn cao quá, họ đòi 6 triệu 7 triệu. Chúng đang tính ban lãnh đạo công ty đưa về khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu thôi để đưa đón các em U10 cho các cháu đi học buổi sáng. Còn quãng đường các em di chuyển từ khách sạn đi học ấy thì cơ bản là an toàn, có vỉa hè rộng, các bạn đi trên vỉa hè. Thứ hai nữa là quản sinh là có đồng chí Hiếu, hai là một ngày thì có hai thầy trực cùng với văn phòng tổng hợp như của chúng nữa thì là khoảng tầm 5-6 người sẽ quản lý các em đi học. Nên là tất cả mọi vấn đề các cháu đi lên đường thì công ty luôn nắm bắt rõ từng phút một, nên là các bậc phụ huynh cứ yên tâm. Đây là các bạn U11 nhé. Các bạn U11 thì hôm nay thầy Long này đang thầy Long với thầy Ngò thì đang ép dẻo, ép cơ khớp. Trung cũng giới thiệu luôn thì thầy Ngò thì hiện nay đang bắt đầu vào thử việc tại công ty, đang có chuẩn bị có quyết định vào thử việc tại công ty. Thầy Ngò cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là một học trò của thời VST, thời của thầy Văn Thị Thủy. Sau khi kết thúc quá trình đào tạo bóng đá trẻ thì thầy Ngò thi đấu cầu thủ chuyên nghiệp đấy, Nguyễn Văn Ngò. Phụ huynh cứ gõ Google search Nguyễn Văn Ngò là sẽ ra cầu thủ chuyên nghiệp, cũng đá cho rất nhiều câu lạc bộ, trong mà nổi bật nhất là câu lạc bộ Hà Nội. Ngò là đóng cống hiến cho câu lạc bộ Hà Nội cũng đã rất là nhiều năm, từ
đội trẻ lên V-League. Tiếp theo đó là Ngọ đã sang các cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây thầy Ngọ đây. Đấy, tiếp theo là Ngọ đã sang các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sau về SHB Đà Nẵng. Cuối cùng là về câu lạc bộ Nha Trang, Khánh Hòa. Khánh Hòa chứ. Thì hiện thì Ngọ là Lạc Chay và tiếp tục là về huấn luyện. Trước khi bước vào huấn luyện thì thầy Ngọ đã học chứng chỉ C của VFF, chứng chỉ huấn luyện viên bóng đá. Cái video này thì Trung sẽ cố gắng đi chậm để cho tất cả các bậc phụ huynh nhìn thấy con mình. Cũng có nhiều bậc phụ huynh nhắn nhủ là sẽ quay quay hình ảnh con mình. Thật ra thì cái là Trung sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn, bởi vì là cái thời gian này di chuyển văn phòng rồi là xây dựng nhà. Đấy, thì Trung đi làm em mảng phòng tổng hợp. Đấy, nên là quay với lại trong vận động viên thì cũng rất là nhiều khi nó cũng sẽ là không được đầy đủ. Với lại là cửa lò thì cũng một tuần vừa rồi là trời mưa rất to. Hầu như một tuần vừa rồi là phải dừng tập luyện hết. Đây cố gắng Trung sẽ quay chậm để có những hình ảnh cụ thể các vận động viên gửi đến cho các bậc phụ huynh xem thấy hình ảnh con mình tập luyện hàng ngày. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, tới hôm nay thì buổi sáng mát mẻ, chiều có hơi nắng, nhiệt độ không khí rất là mát. Đây là các bạn U11 nhá, U11 rồi có các anh U13, bên kia là các anh U13 đang thi đấu, U12 của thầy Linh, U12 của thầy Linh chưa tập chứ phải, đúng rồi, U12 của thầy Linh thầy Ngọc chưa tập, chắc là bạn tập xong rồi. Tiếc thật, U12 tập xong rồi các bạn ạ. Đây Trung lượt qua các bần gôn. Các bần gôn thì nhiều khi Trung cũng quay hết được cho các bậc phụ huynh xem. Đây là các bần gôn nhá. Tiếp theo Trung sẽ đi quay hình ảnh các bạn đang tập. Đấy, tiếp theo nữa là chúng sẽ quay các bạn ở U10. U10 các bạn mặc áo đen ở phía sau đấy, các bạn đang chơi tự do với thầy Huy. Chơi nút số là số các bạn còn lại đi học về rồi mới tập. Đây. Chính xác, thầy Long đang thi phạm bài tập cho các bạn. Các bài tập ép dẻo là các bài tập cơ bản của các em. Vẫn như thế. Bóng với ai bên kia? Rồi tiếp theo chúng sẽ đi các bạn U11 nhé. Các bạn U10. Ơi, đưa bóng cho em. Đây, cho chủ qua tạm nha. Phải cắt ngang đội hình. Ê, đứa nhỏ, không.
ở đây là các bạn U10. Các bạn U10 đang chơi tập luyện thì các bạn đang đá má với thầy Huy. Đấy. Còn thiếu cũng nhiều đấy. Chúng đang thiếu đấy, hình như là các bạn học ở nghị trường Nghi Thu thì các bạn là về trước đấy. Còn có các bạn ở trường Nghi Thủy thì phải chơi các bạn ấy về. Đấy, hình ảnh rõ nét nhất gửi đến các bậc phụ huynh đó. Tiếp theo thì chúng sẽ lượt qua các anh U13. Các anh U13 của thầy Nam. Chúng sẽ lượt qua hình ảnh U13 cho các bậc phụ huynh xem. Đây là các bạn U13 đang thi đấu nội bộ. Buổi thi đấu nội bộ thì có cả thầy Chiến, thầy Thuật. Thầy Chiến thì Nguyễn Công Chiến đang có công ty đang có dự định điều chuyển ở trung tâm Bắc Giang để huấn luyện ngoài Bắc Giang. Thầy Nguyễn Công Chiến đã có thành tích đặc biệt là vô địch giải U9 toàn quốc năm 2023. Khi đã cầm quân, cầm đội U9 Bắc Giang để mang tên U9 Hà Nội thi đấu trong tháng 9 vừa rồi. Thì kết thúc giải đấu với thầy đoạt chức vô địch toàn quốc. Đó là một cái giải rất là vinh dự. Thì hiện thầy Nguyễn Công Chiến đang được ban huấn luyện công ty, ban lãnh đạo công ty cùng với phối hợp với ban lãnh đạo của trung tâm Bắc Giang chuyển ra huấn luyện Bắc Giang để hỗ trợ. Đây phía sau các bạn là các em U11 đã đến. Các bạn này đã đi học về. Thì tí chúng sẽ liệt qua cho phụ huynh xem các bạn U11 à các bạn U10. Vì hôm nay chúng sẽ cố gắng quay đầy đủ sẵn nhất, đầy đủ nhất hình ảnh các vận động viên. Nhưng mà hôm nay vẫn thiếu các bạn U12 là của thầy Linh. Sẽ đội U12 thì chúng sẽ cố gắng quay lần sau cho tất cả gửi đến tất cả các bậc phụ huynh. Tốt. Đội trưởng vừa có cú sút bóng, cú cột dọc. Bạn Hoàng Dương. Nói chung là đội U13 dưới lớp dưới sự dẫn dắt của thầy Nam thì các bạn tập luyện rất là chú đáo, nhiệt tình. Và cảm thấy cái đam mê tập luyện của các em rất tốt. Và kể cả trong các cái tinh thần thi đấu, kể cả thi đấu nội bộ, cảm giác thấy các em rất là nhiệt. Không phân biệt là thi đấu giao hữu nội bộ hay là giao hữu chính thức. Các em thi đấu rất là nhiệt tình. Đó là một cái tinh thần tập luyện thi đấu đáng khen ngợi cho toàn thể ban huấn luyện U13. Rồi ok, bây giờ chúng sẽ lượt qua các em nhỏ U10. Để cho tất cả các bậc phụ huynh xem. U10 là một lớp U nhỏ nhất. Nó đã cần được sự quan tâm của các bậc công ty. Nhiều khi là
Đấy, nhiều khi là các bạn đấy, nhiều khi là các bạn nhỏ quá nên đâm ra phụ huynh cũng rất là nhớ. Cái đó thì chúng cũng hiểu được cái nỗi niềm của các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh thì yên tâm, các cháu đã đang ăn ở tập luyện tại công ty thì phụ huynh không phải lo một cái gì cả. Đấy, đây là hình ảnh các bạn. Bố mẹ có thể thấy là các bạn ấy đang về chiều cao có thể phát triển hơn, có bạn béo hơn đấy. Thầy Huy đang tập luyện. Rồi video đến đây là kết thúc nhé. Chào tất cả các bậc phụ huynh cũng như các quý khán giả. Hẹn gặp bậc phụ huynh video lần sau.